Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Quang Hạnh. Bên cạnh toàn đây là chiếc tủ sấy quần áo Sanaki model SNK V2THNX, một trong những mẫu tủ sấy quần áo được nhiều khách hàng ưa chuộng và lựa chọn. Hôm nay Toàn và mọi người hãy cùng đi unbox, lắp tủ và trải nghiệm sản phẩm này ngay bây giờ nhé. Tủ sấy quần áo Sanaki SNK V2THNX có kích thước lớn, vì vậy có thể chứa một lúc 15kg quần áo, vô cùng tiện lợi cho người dùng.
Tủ sấy quần áo Sanaki được trang bị 4 bánh xe, vì vậy chúng ta có thể di chuyển tủ đi khắp mọi nơi rất dễ dàng. Bên cạnh đó, các thanh inox của tủ rất chắc chắn, chống đổ. Động cơ của máy được trang bị một bảng điều khiển, nút nhấn, cảm ứng. Các nút nhấn này được thiết kế rất khoa học, chúng ta có thể sử dụng thao tác rất dễ dàng. Sẵn tiện thì mình đang có một ít quần áo mình phơi từ hôm qua vẫn chưa khô hẳn, thì hôm nay mình và mọi người hãy cùng trải nghiệm ngay chiếc tủ sấy quần áo Sanaki này nhé. Khoang tủ rất là rộng rãi nên là mình có thể đặt quần áo ở đâu cũng được. Tủ có thể sấy cùng một lúc 15kg quần áo nên mọi người hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng tủ nhé. Đầu tiên mình sẽ bật tủ lên. Vì quần áo của mình đã gần khô rồi nên là mình sẽ sấy trong 30 phút thôi nhé. Mình chọn chế độ nhanh, mình bật cả khử khuẩn ion lên. Bên cạnh đó thì tủ sẽ được trang bị thêm một chiếc điều khiển từ xa với các chức năng y hệt như trên bảng điều khiển, vô cùng tiện lợi. Tủ sấy quần áo Sanaki SNK V2THNX sấy công suất 1500W, giúp sấy khô quần áo cực kỳ nhanh tùy vào chất liệu vải. Tủ dùng công nghệ tạo nhiệt PTC cho nhiệt lượng phát đồng đều, tiết kiệm điện năng và bảo vệ quần áo hoàn hảo. Đồng thời với nhiệt độ cao cũng giúp loại bỏ các vi khuẩn có hại, nhất là vi khuẩn gây mùi cho quần áo, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng. Vậy là hết 15 phút rồi, toàn bộ mọi người hãy cùng đi kiểm tra quần áo trong tủ nhé. Khi mà mình mở tủ ra thì có hơi nóng trong tủ sẽ phả vào người mình, hơi nóng rất là nóng luôn. Và chỉ trong khoảng 15 phút thôi, quần áo mình vẫn ẩm một chút. Thì sau khi sử dụng tủ sấy xong thì quần áo đã khô, không có cả mùi khó chịu, cực kỳ tốt. Và một lưu ý khi chúng ta sử dụng tủ sấy quần áo là chúng ta nên vắt khô quần áo trước khi đưa quần áo vào tủ sấy, để tránh nước làm rơi xuống phần động cơ, gây rò rỉ cũng như gây ảnh hưởng tới hiệu quả sấy nhé. Tủ sấy quần áo Sanaki SNK V2THNX hiện đang có sẵn tại các showroom của điện máy Quang Hạnh với thời gian bảo hành chính hãng lên tới 1 năm. Các bạn có thể đặt hàng tại đường link phía dưới của phần mô tả hoặc gọi ngay tới hotline 024-6260-4488 để được các nhân viên tư vấn rõ hơn về sản phẩm. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, điện máy Quang Hạnh cam kết sản phẩm chính hãng 100%, chính sách 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất. Đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán nhiệt tình, chu đáo, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng, đúng hẹn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại.